suy nghĩ là tại sao mà mọi người có thể kiếm hàng trăm triệu, hàng tỷ một tháng mà em chỉ dừng lại ở mức lương là 7 triệu một tháng. Chính vì thế nên là em có nghe một câu khác là đừng để đời chỉ là những tháng ngày được chấm công, miệng cười như nắng hạ nhưng trong lòng lại bão giông. Chính vì thế nên là em đã bước qua khỏi vùng an toàn của mình là một cán bộ văn phòng một để trở ra, để bước ra với cái nghề môi giới bất động sản. Và chính vì cái bước đầu của em là như vậy nên là khi mà ra ngoài thì vẫn là cái nhân hiệu bản thân là trong văn phòng một, thì em đã được các anh chị ở trong hội doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang và các anh chị người ở Tuyên Quang mà biết đến rất là nhiều. Trong cái quá trình đó thì đa số là hiện tại bây giờ bất động sản của em là chủ yếu là mua và bán cho các anh chị doanh nhân doanh nghiệp ở Tuyên Quang. Môi giới bất động sản là có đất có nhà thôi. Và mọi người có một cái ánh nhìn khắt khe lắm. À, khi mà em về và lại cái môi giới thì mọi người về cơ bản thì dần dần là trên quê em là có cái nhìn khác hơn và dần dần có thiện cảm hơn môi giới. Và tại vì là qua môi giới thì mọi người có nhận ra nhiều được cái nhiều lợi ích hơn. Và chúng em thì đặc biệt là chúng em thì không với một quan điểm là không kiếm tiền từ việc bán hàng mà kiếm tiền từ việc là giúp khách hàng đưa ra những giải pháp, những lựa chọn là sáng suốt nhất để tìm được cái mặt hàng tốt nhất. Em được đào tạo là ngành cán bộ đoàn hội đội, nhưng mà sang với bên lĩnh vực bất động sản thì là một lĩnh vực mà rất là mới. Và có em xin phép nói điểm chung trước ạ. Điểm chung là mọi người là về môi giới bất động sản hay là cán bộ đoàn ý, thì đều là đa năng, có nghĩa là việc gì cũng biết và từ tất cả mọi việc mà phải đa dạng, có một cái nhìn khách quan và đa dạng tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Và khi mà sang đến người môi giới thì em cũng có được những cái đó. Và có những điểm mới đầu mà em vào cái môi giới em chưa biết, đó là luật bất động sản, luật môi giới, nhà đất rồi các loại đất trồng cây lâu năm hay đất thổ cư hay đất gì đó là em chưa biết. Thì trong cái quá trình học tập và làm việc thì em cũng đã dần dần biết đến những cái nội dung đó. Đó là những khác biệt mà từ đầu khi mà sang môi giới em là trong tiền trắng. Và bây giờ thì có 2 năm kinh nghiệm thì về cơ bản là đến phải em được tự tin thì khoảng 85% về kiến thức về nghề nhà đất, về đất và em có biết. Ở Tuyên Quang em thì chưa có một dự án nào là chuyên nghiệp như ở Hà Nội hay Hải Phòng hay Quảng Ninh để các bạn có thể là sale về dự án, sale về nhà, về đất ở trong dự án, mà là chúng em chủ yếu là 100% là em làm việc là môi giới nhà liền kề ở trong khu dân cư đã định hình sẵn ạ. Chúng em thì ngay từ đầu là một là nhân sự vào công ty thì nếu mà chưa biết lái xe thì bắt buộc phải học lái xe. Thứ hai nữa là phải đi học để có chứng chỉ lái xe, là từ tháng 5 năm 2020 vào thì đến đúng tháng 9 là em bắt đầu có giao dịch đầu tiên, giao dịch nhà. Thì từ tháng 9 đến trở lại bây giờ thì tháng 9, tháng 10 đến 12 năm 2020 thì trung bình bình thường là đấy là cứ từ cái giao dịch đầu tiên đấy thì cứ một tháng sau em khoảng mỗi một tháng em được khoảng 2-3 lô và có tháng nhiều nhất là 12 lô. Cuộc tranh tài tỷ phú môi giới bất động sản, nơi tìm kiếm tài năng nhà môi giới thời đại mới. Phần thưởng dành cho quán quân là 1 tỷ đồng và nhiều giải thưởng hấp dẫn. Đăng ký ngay để trở thành tỷ phú môi giới bất động sản mùa đầu tiên